Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp Vợ Đậu. Trong video ngày hôm nay, Bếp Vợ Đậu chia sẻ công thức cá rô kho đơn giản mà ngon. Phần thịt cá rô được kho thấm gia vị đậm đà, kết hợp ăn cùng cơm trắng thì rất tuyệt vời. Và nếu các bạn cũng đang phân vân không biết ăn gì thì hãy cùng mình vào bếp và làm món cá rô kho này nhé. Và cá rô cũng là nguyên liệu chính của ngày hôm nay. Ở đây mình sử dụng 1 kg cá rô, 200g thịt ba chỉ và 1 ít hành tím. Phần nguyên liệu rất là đơn giản và cũng rất dễ chuẩn bị. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành ướp cá trước. Với 1 kg cá rô, ở đây mình sẽ sử dụng nửa muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 2 muỗng nước mắm, 1 ít tiêu xay và thêm 1 ít hành tím băm nhỏ nữa. Bây giờ mình sẽ chở đều và để cá thấm gia vị tầm khoảng 15 phút. Tiếp theo mình sẽ khìa cái phần thịt ba chỉ này để thịt ba chỉ ra bớt mỡ. Mình không cần phải cho dầu vào chảo đâu nha các bạn, mình cứ cho thịt vào, mình để lửa nhỏ tầm khoảng 5 đến 7 phút thì phần thịt của mình sẽ tự ra mỡ. Mình sẽ khìa đến khi những miếng thịt ba chỉ xém đều mặt ngoài như thế này là được. Bây giờ mình sẽ dồn cái phần thịt ba chỉ này về một bên, mình cho hành tím vào phi thơm. Tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần cá đã ướp gia vị vào chiên sơ để cho cá săn lại. Khi cá đã được xào xanh rồi thì mình sẽ cho vào đây khoảng nửa lít nước dừa tươi. Cái phần nước dừa mình cho hơi xâm xấp cái mặt cá luôn nha các bạn. Nếu mà nhà các bạn không có sẵn nước dừa thì mình sẽ thay thế bằng nước sôi ha. Mình tuyệt đối không cho nước lạnh, nếu mà các bạn sử dụng nước lạnh để kho cá thì cá rất là dễ bị tanh. Tiếp đến thì mình sẽ cho thêm vào đây một vài quả ớt và một ít chay khô. Đây là quả chay của miền Bắc đó các bạn. Quả chay này có vị chua và chuyên dùng để kho cá. Nếu mà nhà các bạn không có quả chay thì các bạn sẽ thay thế bằng khế hoặc là me non. Vị chua của chay, khế hay là me non sẽ khử cái mùi tanh của cá rất là tốt. Và cá rô mình kho hơi chua nhẹ như thế này rất là hợp, ăn cực kỳ ngon luôn đó các bạn. Mình sẽ kho cá với lửa nhỏ tầm khoảng 40 phút đến khi nào phần nước trong chảo gần cạn hết là được. Cá này mình cứ kho đi kho lại, mình càng kho cá sẽ càng thấm gia vị, ăn sẽ càng ngon nha cả nhà. Cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây một ít hành lá cắt khúc và một ít ớt nữa. Sau đó mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món cá rô kho ngày hôm nay. Một món cá kho tuy đơn giản nhưng ăn cực kỳ bắt cơm. Đây cũng là một trong những món ăn ngon thích hợp trong những bữa cơm của gia đình mình. Các bạn hãy tham khảo và làm để gia đình của mình cùng thưởng thức nha.